Chị đến ăn cho cô chú coi đi chị. Chị đến ăn cho cô chú coi đi con. Đây nè, đây nè, đây nè. Đây nè. À, đánh ăn đi. Gì vậy? Mới nhìn đây, nhìn vô, nhìn vô đánh ăn cho cô chú coi. Sao? Mẹ phòng con hả? Đây rồi, đó, đánh ăn đi. Đã quá. À, bị out focus rồi. Hả? Ngồi xuống đây. Cái đeo xà nẻo ý như là cái gì vậy? Cái xà nẻo từ sáng tới giờ xà nẻo miết luôn á. Sao nữa? Coi dỗ dai mẹ nè. Nó sợ con. Không mẹ miết. Ờ nó sợ đi nữa đó. Nó cứ đeo xà nẻo từ sáng giờ đeo hoài luôn á. Đừng. Chịu nổi không? Lại cố đi. Làm cho ghen tị đó nha. Làm sao? Ghen. Làm gì? Hả? Trời ơi, đi làm luôn đi. Đi làm mẹ không? Đi làm luôn. Bye bye cố đi, bye bye cố đi. Bye bye. Bye bye liền. Ừ. Xà nẻo sáng là nó cứ xà nẻo à. Nghèo lắm, cũng đi làm mà, làm kiếm tiền mua sữa uống nè. Không đi làm sao có tiền mua sữa không? Hả? Con, mẹ không đi làm sao có tiền mua sữa không? Mẹ cứ bu con rồi tiền đâu xài, tiền đâu mua đồ chơi. Hả? Ngày dám lát có biết xin về lắm mà nha. Chưa vào 2 thứ tư là. Wow, thứ tư nay mà nay trời lạnh mà. nay trời lạnh. Rồi sáng chồng con ra ngoài nó vô cái trụ lạnh quá. Ồ, có mẹ nè. Ồ, I love you sweetheart. Nhưng mà bữa nay mới có tháng 7. Hả? Hả? Sao tóc mẹ hả? Tóc con nói đi. Con nói đi tóc. Xà nẻo từ trong giường ra tới ngoài đây. Nó xà nè, nó xà ra tới ngoài phòng khách rồi nó xà vô tới restroom luôn bây giờ. Con nông cơm ăn cái này. Nó ra tới restroom luôn á. Đừng làm hư rối tóc mẹ mà. Nè, tóc dây rối rồi nè. Vì dây muốn tóc mẹ rối luôn à. Cô chú nè, coi cô chú kìa. Bất trí hay gì? Thôi đi lại bà cố đi, mẹ thay đồ đi làm. Thôi lại bà cố đi. Ăn phô mai. Phô mai nè. Phô mai không? Có nhiều phô mai lắm nè. Đây nè, phô mai. Phô mai vậy mà nó bầu có nổi gì không biết. Đó, đó rồi, có bông mai là đi liền phải không? Có cheese là đi liền phải không? Thấy chưa? Chi. Trời ơi, đó, có cheese lại nó đứng. Ủa, cái tay con bị trúng vô cái bàn hả? Đây mày coi. Ồ. Chi mở sao đây? À, đó, con đây nè. Trời ơi, coi ăn mà bà để trời vậy mà cái chai này mà nó ăn hết chắc rồi xong luôn bà hai ơi. Làm sao? Hả? Sao? Ăn quá nhiều chứ sao? Bà đâu cho nhiều đâu, bà cho như vậy là cơm sạch. Chút xíu. Nó vụ nó không cho nha. Đó. Như vậy thôi à, bà không cho nhiều hơn. Chút xíu vậy đó. Mà không có qua mặt nó được. Bà định dụ nó hai mà chi ăn nhiều có tốt không vậy ta? Sống tốt, chi nó làm bằng sữa chứ gì. Nhưng mà con thấy nó còn nhỏ quá chứ không phải gì nữa. Ngon không? Hả? Nè, ăn miếng này đi, giờ ăn miếng này. Ok. Bẻ phần nửa cái đó ra là bài. Phần nửa của cái đó thôi. Nè mẹ con biểu phần nửa thôi. Cho có cái vị xí thôi rồi. Nước mắm với gạo là số 1 hả con ha? Đúng rồi, nước mắm với gạo với nước tương. Nước mắm với gạo, nước tương là số 1 hả con ha? Đó con. Rồi ăn đi bà cố cho, miếng cheese. Đúng rồi. Thấy chưa? Muốn cho nó ăn là phải dụ như vậy đó. Làm đấy.
Nè. Gì ăn chi một cách thì có lạ đời lạ lùng vậy trời. Không có máu đâu con ha. Bà không có máu đây mà bà còn ăn quá chừng đây. Bà chi suối nó. Khỏi 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 khỏi, nó không không hỏi thì đừng đưa. Chưa. Chưa. Bà còn ăn chi suối nè ha con ha. Đúng rồi, giỏi quá. Đừng có hồng qua mặt nữa. Thương miếng xí vậy thôi. Ờ dạ, khổ quá đi Ngọc ơi. Em ủa cái gì bà hai? Để cho ủa thì cũng cho nó ăn chứ con đâu nói là không cho nó ăn đâu bà hai. Cái đó. Giống như cái rụng nè con, rụng nè con. Bà lụm lên nè, có lụm lên nè. Cái đó. Cũng cho nó ăn chứ con đâu phải cho, không lẽ mà bà hai cho ăn hết chén cháo này bà hai cho nó ăn hết một miếng chi bự này luôn hả? No 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 no. Nhưng mà phải cho em ăn chứ. Nha con. Đã trong cháo thì nó có chi chứ. Rồi ức hiếp gì mà trong cháo được có một bịch chi trong đây mà còn ức hiếp gì nữa. Nè bự quá không thấy đường nè con. Mà nếu mà bà hai đã muốn cho nó ăn chi vậy thì trong đây bà cháu bà hai đừng có bỏ chi. Đâu có biết đâu. Đâu biết. Để nó. Lát mình lấy cân ra mình cân coi. Bữa hôm 8 kg phải không? Bữa không bữa không mà bữa 9 kg. Đâu có 8 kg con nói trời ơi bự. No 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 bà hai. Nó lúc nào cũng thôi đừng có nói quên đừng có nói cái số ký nó cho này 9 ký mấy lúc nào nó cũng vậy hết 19 phao mấy 20 phao con lắc cân hả con ok mình ăn chi nhiều ngon ha. Ủa sao bà hai nói ốm đẹp ba không thích mập đâu à thích cho nó mập đâu bà thích cho cái thịt nó chắc thôi phải không ừ. Mà thịt chắc muốn thịt chắc là phải ăn chi hả phải ăn nước mắm nha nè chi nè nó khô lắm ấy chiếu rồi à nó không có ấy nhiều đâu ừ. Mà nếu mà vậy thì phải mốt phải mua cái loại chi khác mua cái loại chi nó có làm organic chi nó không có cái chi của con nít nhỏ đó nhỏ có không có mua chi mập quá chứ cái loại này là loại của người lớn không già bà đâu có biết cái này quên chứ chứ ngon không con? Ngon không? Trời ngon không? Trả lời mẹ, ngon không? Ngon không? Nhớ. Đúng ngon. Rồi, giỏi. Thấy chưa? Cố ăn nữa. Xí thôi thôi. Đó. Xí thôi, đúng rồi. Ý vậy đó, ừ, phải bẻ phần nửa đó nữa, cái đó phải phần nửa đó nữa. Con chừng thấy nha con, con chừng nữa. Mẹ cái đó phân nửa ra rồi đó. Nè con phân nửa hả con? Mẹ con cho con nhiều quá nè. Thấy không? Ý là nãy là bà hai coi cười mình vừa vừa thôi nãy ăn cơm mới nha. Nhưng mà lỡ mà mình mắc trớn cái mình cho nó hết cái chén cái nói rồi khổ. Ăn nhiều không? À, cơm hồi nãy nó cơm với nước tương nãy nó cũng ăn được cỡ 6 muỗng à. Cho em ăn phần nửa cái này thôi. À, không, mà để coi cho chừng nào coi chừng nào nó lắc đầu. Nhỏ con gái. Chán ăn đi con. Thôi à. Cho miếng nước quên miếng nước nữa, miếng nước nữa. Nước em đâu? Nước đâu? Ly nước của em đâu? Cái chai nước của em đâu? Để kìa kìa thấy không nhỏ? Thấy không nhỏ? Thấy chưa? Thấy chưa? Nè. Hả? À, đâu phải từ bà cho đâu. Trình quá trời ơi à. Trình quá đi mà. Ăn mình phải ăn chi á con ha. Phô mai nè, bơ nè. Không con, mai mốt cố đi mua phô mai thúi về cho con ăn luôn nha. À, trúng chừng rồi phải không? Thấy chưa? Ai mượn con nhảy. Đứng coi được rồi chứ ai kêu nhảy. Mốt mà có đi chợ. Không biết cái chợ nào đó Thím Phượng dắt đi mua toàn là phô mai không ngon. Ơ ừ, là ngon. Mà lúc mà cũng đi kiếm phần này thứ là còn phải ăn cho biết nha con. Thú mà nó chảy ra luôn á. Đó cô chú ơi. Ê, chay là bây giờ chay đi bơi nè cô chú. Trời ơi, bữa nay lần đầu tiên đi bơi ở ngoài hồ nha cô chú. Tại vì ngoài hồ bây giờ là đang rất là ấm luôn.
À. Quá dữ luôn. Rồi đi. Đó, bây giờ ra mà không có mang giày là nó không có ra đâu nha. Nắm tay mẹ thật chặt, giữ tay mẹ thật lâu, hứa với mẹ một câu. Đi, đây, đi. Ê, ê, mày dép tôi đâu? Baby, dép mẹ. Baby, dép mẹ, my slide. Mẹ có dép à, mẹ chưa có. Đó, về cái mẹ nè. Đi, tắm đâu, có biết tắm chỗ nào không? Mà đi như biết đúng rồi vậy. Hả? Đi như đúng rồi à? Đi, là đây nè. Quẹo lửa, quẹo. Come. Be careful, baby. No. Don't go by there. Where? Over here. No, look at the right behind you. That's a hazard. Where? That will bite you. They will bite you if you get close to the little chicklets. See? Tao đập chung một đập tụi bay nghe tụi bay. Đi, tắm. Rồi. Đó, xuống tắm đi chạy. Oh, baby, take off her sandal, please. No. Why? Because there's... Oh, we have her water shoes. We have water shoes for her. Oh yeah, I gotta go and get it. Go get it. Giày vô đi con. Cái giày đó là giày để đi dưới nước đó cô chú. Làm sao? Trời ơi, nay sexy quá, sexy luôn. Trời ơi, coi kìa, coi đó, sexy dễ sợ chưa? Quá đã luôn. Rồi, cái giày đó là mang xuống dưới tắm được á. Rồi, đi xuống đây. Đi, xuống. That looks like poop. Nó không chịu xuống kìa. Trời ơi, cái nước swimming pool này xuống liền mà cái nước này không chịu xuống nè. Ấn bà chưa coi bà đi cái chân bà kìa, cái chân bà đi bà còn nhón nữa kìa. Xuống tắm đi con. À, xuống đi con. You came to swim today. You came to swim today in the lake you think. Yay! You ready? Đây nè, đằng đây sạch à, lại đây nè. See? We're all free. Wow. Yay! Good job, JD. Yeah. Bơi đi. Ooh, you okay? À, sợ hả? Okay. Hả? Okay. Có sao đâu. You're okay. Lại đây ngồi nè, lấy cái cát này ngồi nè. Lấy cát này ngồi xuống nè, lấy chân cát này nè. Nè, sit over here, chị đi. Làm gì á? Lại lên. Đứng yên như đứng không dám nhúc nhích luôn kìa. Splashes. Helen. So we spend how much a month? Huh? How much a month do we spend on JD's swim class? I don't know. We spend like $80 a month on you, so let's see what you can do. Oh, 85. $85 a month. So let's see. Are you afraid of the lake? Let's see. Okay, ready? Oh, wow. Splashes. Bơi đi chơi. Bơi đi. Splashes. We're just what we're doing is we're calling testing the waters. What we're doing is we're getting acclimated to the water. Soon she'll be sitting. Ra đây mẹ, đúng rồi, ra đây con. Dạng lắm á. Đó. Oh, wow. Hay ta. Wow. Now walk over to me. Rồi đi lại ba đi con. Rồi lại ba đi rồi ra đây với mẹ. Good job. Okay, right. Now walk over to mommy. Come here. Be careful. You walked this path before. Slowly. Come on. Slowly. Yay! Okay, go farther. Go farther. Baby, watch out. You got your phone in your back pocket. Yeah. Yeah.
She wants to be lifted up. Come on. Here, sit down. Ngồi xuống đi con, ngồi xuống đi. Ngồi xuống, đúng rồi, ngồi xuống. Ngồi xuống. Sit down. Okay, look at this. Wow. Come on, play in the sand. Đó, thấy chưa? Baby, baby, be careful, huh? Right here, ready? Come on. Oh. Sand yeah, yeah. castle. Sand castle. Oh, wow. Remember you were playing with... Con, mình lần đầu tiên của Chay luôn cô chú ơi, nên là Chay còn còn rất là bỡ ngỡ. Go walk to mommy. Mommy's on dry land. Ready? Splashes. Splashes. Go look at mommy. Vui không? Không ơi, gần sau là hỏi đi tắm không là đi ra tắm liền nè. Đi đi, đi đi. Father, father. Baby, you don't have your phone with you, right? No. Oh, dữ chưa? Wow. Good job. Okay, spin around. Spin around. Ready? One, two, three. Ready? Go to mommy. Go to mommy. It's okay. Wow. Keep going. Look at her hands up. She's rocking like she tried to balance. Đã không? Wow. Rồi đi ra ba đi. Giờ ra ba giờ khoái rồi đó. Ready? Từ từ thôi nha. Slow down. Slow down. Further, baby, go further. Thấy dạng chưa? Wow, see that's not bad. Now turn around. Go, go to mommy. Go, hold on. Slowly. Slow. Slow. Slowly. Keep going. Rồi đi rồi đi ra nữa. Oh, you fell. Oh yeah, you ready? Đi đi. Even farther. Đi đi, đi đi con. Daddy. Go to daddy. Đi ra ba đi con. Không mà. Không qua nữa hả? À? Giờ đi vô nha. Vô hả? Yeah, she's like, I had enough of the light. Okay, go, đi.